À, xin chào các em. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em trả cái đề kiểm tra giữa học kỳ 1 năm học 2023-2024 môn toán lớp 7 thời gian 90 phút của trường Trung học cơ sở Phan Đình Giót, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Thì đề này gồm hai phần trắc nghiệm 2 điểm gồm có 8 câu và tự luận 8 điểm gồm có 5 bài. Và chúng ta sẽ đi vào nội dung của từng phần. À, đầu tiên ta sẽ đi vào nội dung của phần thứ nhất, đó là phần trắc nghiệm. Đấy. Trắc nghiệm thì chúng ta sẽ trả lời các câu hỏi trắc nghiệm như sau. Rồi, ta đi vào câu một nhỏ. Khẳng định sau đây là sai. Khẳng định nào sau đây là sai? Thì ta thấy trừ 3 nó thuộc số hữu tỉ là đúng hay sai là đúng. À, thì câu nào đúng thì thầy khỏi nói. B 3 phần 2 không thuộc số nguyên là đúng. 3,2 thuộc số hữu tỉ là đúng. Trừ 2. Ủa, 3,2 thuộc số nguyên là sai. Câu C là sai. Vì 3,2 không thuộc số nguyên ha. Rồi, 2 trừ phần trừ 5 thuộc số hữu tỉ là đúng. Thì ta chọn đáp án là C. Ta đi vào câu số 2. Quan sát hình bên số đo góc x, o, x phẩy. Ta có nè, góc x, o, x phẩy là bằng góc x, o, x. Đó là dùng hai góc đối đỉnh. Thì nói về góc thì chúng ta cũng phải biết góc góc đối đỉnh ha. Đó là vị trí chúng ta học có lý thuyết rồi. Hai góc đối đỉnh á, thì bằng nhau. Và các góc đặc biệt nó tia phân giác đường thẳng song song trang 69. Rồi, xem lại cái đây, hai góc đối đỉnh là hai góc mỗi cạnh góc này tia đối mỗi cạnh góc kia, thì nó có cái tính chất đây. Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau. Đó. Cho nên góc XO, X phẩy á, nó sẽ bằng góc IO, Y phẩy. VO, Y phẩy. Cái này là hai góc đối đỉnh, nó sẽ bằng 45 độ. Rồi, chúng ta sẽ chọn đáp án là 45 độ. Đáp án A. Ta đi vào câu 3. Trong các số hữu tỉ sau, số nào biểu diễn số hữu tỉ trừ 1 phần 2? Vì có A, có B, có C, có D. Thì ta có là 1 phần 2. Thì lớn hơn trừ 1 phần 2. Dẫn đến đáp án A là loại. Rồi, 2 phần trừ 4. Tức là dùng máy tính bấm là trừ 1 phần 2. Dẫn đến đáp án B nhận. C là 5 phần 15 rút gọn cho 5, còn 1 phần 3 dạng đến đáp án C loại. Trừ 12 phần trừ 24 rút gọn còn 1 phần 2 dạng đến đáp án D loại. Vậy chúng ta chọn đáp án B. Số đo góc IOZ trong hình IOZ thì ta có XOY cộng IOZ. XOY. XOY này. Cộng với IOZ bằng 180 độ là hai góc kề bù. Đó, thì từ đó mình phải suy ra góc IOZ lấy 180 độ trừ cho XOY là lấy 180 độ trừ cho 110 độ là ra 70 độ. Chọn đáp án D. Câu số 5. Kết quả của phép tính trừ 3 phần 7 bình phương, tức là trừ 3 phần 7, nhưng 3 phần 7 là 9 phần 49
Thì chúng ta chọn đáp án là B. Ta đi vào câu số 6. Cho hình vẽ sau thì số đo góc AOC. AOC bằng bao nhiêu? Thì ta AOC đúng không? AOC. AOC. Ở đây làm sao chúng ta biết được cái này nó bằng cái gì trong khi cái chương trình của chúng ta học thì hai tam giác mà bằng nhau chúng ta chưa được học. Đây là định lý hai đoạn song song biểu đồ đúng không? Đó, đường phân giác song song. Và cái kiến thức của học kỳ 2 nè thì chúng ta mới được học hai tam giác bằng nhau. Đây. Rồi chúng ta học cái hai tam giác bằng nhau. Đây, đúng không? Góc cạnh tam giác vuông đây nè. Biểu thức đại lượng tỷ lệ nghịch, đại lượng tỷ lệ thuận. Phép cộng đa thức rồi, tam giác bằng nhau đây. Đó. Cho nên cái bài này mà chúng ta dùng hai tam giác bằng nhau là không được. Phải không? Ừ. Cho nên tác giả ở đây giống như là góc A OC, cái vị trí này giữa vị trí này nè. Đấy. Là nó không có cái kiểu là hai tam giác bằng nhau đúng không? Thì chúng ta biết được hai tam giác này bằng nhau hai góc tương ứng đó. Nhưng mà ở đây không có cơ sở nào nói, thì mình dựa vào giác quan mình thôi chứ kiến thức mình chưa học tới này đâu. Đề cho như vậy là cũng chưa hợp lý đó nha. Sai là hơi bị lố chương trình đó. Thì ta thấy nên là ta thấy thôi. Đó. Cái góc AOC không, nó sẽ bằng cái góc là AOB. AOC nó sẽ bằng là AOB. Cho nên nó bằng 110 độ dựa theo cái hình vẽ thôi. Nhưng thôi mình nói bằng cái cảm giác quan thôi chứ thật ra mình chưa có cơ sở để chứng minh nha. Học kỳ 2 mới làm được. Cho nên ở đây ta sẽ chọn đáp án là A. Ta đi vào câu số 7. Trong các số sau, số lớn nhất là, thì ta có là ở đây 3 phần 2, để lại ta có 3 phần 2 để đó ha. Rồi 1,2. Ta có là 1,2 á là 6 phần 5. 1,2 là nó bằng là 6 phần 5. Rồi 80% là 0,8 là nó bằng 4 phần 5. Đó, 80% là bằng 4 phần 5. Còn 1, 2 phần 3 đó thì mẫu chung đổi về phân số là 3 1 2 là 5 phần 3. Thì mẫu chung đây là 15. Thì chúng ta biết là 3 phần 2 thì ta phải đưa về mẫu chung là 30 chứ, đúng không? 2 5 3 30 thì ta nhân cho 15. Đó, 15 nhân cho 3 là 45. 15 nhân 2 là 30. Còn này ta nhân cho 15. Đó chính là để có 30 thì ta nhân cho 6. 36, 36, 35, 30. Đây, để có 30 thì ta nhân cho 6, 34, 24, 35, 30. Để có 10 thì ta nhân đây cho 10. 10 x 5, 50. 10 x 3 là 30. Đó. Số lớn nhất trong các số sau thì số lớn nhất. Thì pi. Đó. Số lớn nhất đúng không? Vậy là có là 50 nè. Lớn hơn 3, 45. Lớn hơn 36. Lớn hơn 24 và 30 là lớn không, nên 50 phần 30 lớn hơn 45 phần 30 lớn hơn 24 phần 36 phần 30 và lớn hơn
lớn hơn 24 phần 30, 2, 50 phần 30 là 1, 2 phần 3, lớn hơn 45 phần 30 là 3 phần 2, lớn hơn 36 phần 30 là 1,2, lớn hơn 24 phần 30 là 80%. Đó. Vậy số lớn nhất là 1, 2 phần 3. Vậy ta chọn đáp án là D. Ta đi vào câu số 8. Rồi, cho hình vẽ đường thẳng A song song với đường thẳng B. Rồi, nó nói nếu nếu cặp góc nào sau đây bằng nhau. Nếu mà A1 mà bằng B4 không được. Rồi. Xét hai đường thẳng A và B ta có A song song với B giả thiết rồi xét cặp góc nào để song song đúng không? Xét cặp góc nào để nó bằng nhau để A và B song song ta có A và B song song giả thiết cho nên suy ra rồi A và B song song giả thiết suy ra cái cặp góc của mình á là nếu mình dùng A4 thì là B1 không được, A2 B2 được, A2 B2 ở vị trí đồng vị. Cho nên do đó A2 bằng B2. Đó là tính chất của hai đường thẳng song song. Rồi, ta sẽ chọn đáp án C. Ta đi vào phần tự luận, thực hiện phép tính, tính nhanh nếu có thể, bài 1. Ta đi vào câu A. Ở đây bằng 5 phần 9 cộng với trừ hình trừ 4 đơn giản còn là 1 phần 9 rồi 5 trừ cho 1 đó, là bằng 4 phần 9 rồi là tối giản. Câu B ta có ở đây ta thấy trừ 5 phần 17 giống nhau ta nhóm lại trừ 5 phần 17 nhân 31 phần 33 cộng trừ 5 phần 17 nhân 2 phần 33. Còn cái này ta đổi ra hỗn số ra phân số 17 nhân 1 cộng 2 là 19 phần 17. Rồi ta sẽ đem trừ 5 phần 17 ra ngoài tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng. Còn lại ba ở trên là kết hợp nha. Còn lại là 31 phần 33 cộng 2 phần 33. Rồi cái này ta để lại. Ở đây ta để trừ 5 phần 17 lại. 31 cộng 2 là 33 phần 33. 19 phần 17 để lại. Ở đây ta sẽ lấy là trừ 5 phần 17 nhân cho 1. 19 phần 17 để lại. Nhân cho 1 bằng chính nó. Trừ 5 cộng cho 19 là bằng 14 phần 17 tối giản. Ha, là xong. Câu B. Ta đi vào câu C. Bài này ta thấy có mẫu là 4, 3 rồi ha, với số. Thì chúng ta phải phá ngoặc ra chứ không có được tính trong ngoặc nha. Rồi 1 cộng 2 bằng 3, không có gì trước dấu ngoặc thì giữ nguyên. Còn có dấu trừ đổi dấu 1 thành trừ 1, trừ 5 phần 4 đổi thành 5 phần 4. Còn dấu cộng thì giữ nguyên trong ngoặc. Cái đầu luôn luôn như dấu cộng ha. Ta nhóm những thằng nào nè, cùng cái mẫu ở với nhau.
và những số tự nhiên hàng nhóm lẫn nhau. Số nguyên cộng 1 trừ 1, trừ 1 cộng 2022. Ở đây 2 phần 3 trừ 2 phần 3. Ở đây trừ 5 phần 4 cộng 5 phần 4. Đó, 1 trừ cho 1 hết, còn lại 2022. Đó, 2 phần 3 trừ 2 phần 3 còn lại là 0. Trừ 5 phần 4 cộng 5 phần 4 là 0. Đúng ra là phải ghi là 0 phần 3 cộng cho 0 phần 4. Đó, ghi từ từ là chuyển từ trái sang phải, là đây ghi thêm chút không luôn nè. Đó, cộng cho 2022. Thì đây là 2022 cộng 0 cộng 0 là bằng 2022. Rồi đó là chúng ta làm chi tiết. Rồi ta đi vào câu D. Thì ở đây cái gì mũ 0 là bằng 1. Là trừ 27 mũ 15 mũ 0 1, còn 1 phần 2 mũ 3 bấm ra là 1 phần 8. Rồi thực hiện từ trái xem. Nhân chia trước cộng chia sau, nhân 3 trừ cho 1. Rồi cộng cho 1 phần 8 nhân 16 ra 2. Thực hiện 3 trừ 1 là ra 2, cộng 2 là bằng 4. Rồi đó. Rồi, tôi hoàn thành xong bài số 1. Bây giờ tôi sẽ đi vào bài số 2. Tìm ít biết. Ta có. Ở đây, mình đổi ra phân số 1, 5 phần 5 là 51 phần 1 là 6 phần 5. Còn 4 phần 5 chia cho ít. Còn 0,75 mình bấm bằng, nó ra là 3 phần 4. Rồi tìm 4 phần 5 chia cho ít, nó bằng 6 phần 5 trừ cho 3 phần 4. 3 phần 4 trừ 6 phần 5. Rồi 4 phần 5 chia cho ít, mẫu chung ở đây là 20, là 15 phần 20 trừ cho 24 phần 20. Rồi 4 phần 5 chia cho x. 15 mình trừ cho 24 là trừ 9 phần 20. Tối giản tìm x lấy 4 phần 5 chia cho trừ 9 phần 20. Chia thành nhân đảo ngược lấy 4 phần 5 nhân cho trừ 20 phần 9. Rồi chúng ta sẽ rút gọn được cho trừ 20 chia cho 5 á, là rút gọn 5 là còn là trừ 4, nhưng 4 là trừ 16 phần 9. Trừ 16 phần 9 là tối giản. Rồi vậy chúng ta kết luận. Vậy x bằng trừ 16 phần 9. Rồi, ở đây ta có 1 phần 9. Thì ở đây ta có là gì? 1 phần 9 nhân cho 3 mũ 4. Thì đây ta có nè. Ta sẽ nhân 9 lên. Ha. Ta tìm là 1, thực hiện từ trái sang phải. 1 phần 9, 3 mũ 4. Thì đây 1 phần 9 tức là 1 phần 3 mũ 2. 3 mũ 4 tách thành là 3 mũ 2 nhân 3 mũ 2. Đấy, nhân 3 mũ x bằng 3 mũ 7. Đó. Rồi, ở đây ta đơn giản 3 mũ 2 đi, còn 3 mũ 2 nhân 3 mũ x bằng 3 mũ 7. À, 3 lũy thừa nhân thì chúng ta tìm 3 lũy thừa x nó bằng 3 lũy thừa 7 chia cho 3 lũy thừa 2. Chia là phép hiệu 3 lũy thừa x giống như là tìm thừa số vậy đó. 3 lũy thừa 7 trừ cho 2 là 3 lũy thừa x sẽ bằng là 3 lũy thừa 5. Thì x sẽ bằng là 5, bỏ cái số 3 đi. Đó. Và x bằng 5. Ta đi vào câu C.
Ở đây ta dùng bình phương thì thằng bên này nó cũng 1 phần 2 bình phương bằng 1 phần 16 là 1 phần 4 bình phương. Nhưng mà 1 phần 4 là chưa đủ, nó còn là trừ 1 phần 4 nữa. Cũng bằng là trừ 1 phần 4 bình phương luôn. Có hai giá trị, vậy là x cộng 1 phần 2 nó bằng 1 phần 4. X cộng 1 phần 2 x cộng 1 phần 2 bằng 1 phần 4. Hoặc x cộng 1 phần 2 x sẽ bằng 1 phần 4 trừ 1 phần 2, tìm số hạng lấy tổng trừ số hạng còn lại, trừ 1 phần 4 trừ 1 phần 2. Rồi mẫu mẫu chung là 4, 1 phần 4 còn 2 là 2 phần 4. Đây là trừ 1 phần 4 trừ 2 phần 4, dấu trừ đưa lên trên nó dễ hơn. X sẽ là 1 trừ 2 là trừ 1 phần 4. Hoặc X sẽ bằng là trừ 1 trừ 2 là trừ 3 phần 4. Rồi, vậy chúng ta kết luận. Và X nó có hai giá trị. Ta đi vào bài số 3. Bài số 3 như thế nào? Mẹ của Mai làm được hưởng lương 8 triệu đồng trên tháng. Mẹ dành 3 phần 5 số tiền đó để chi tiêu trong một tháng. Dành 1 triệu 200 nghìn đồng để đóng tiền học phí ngoại khóa cho Mai. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu tiền trong một tháng? Thì dành 3 phần 5 số tiền để chi tiêu. Thì số tiền chi tiêu trong một tháng của mẹ, số tiền chi tiêu trong tháng của mẹ Mai là lấy 3 phần 5 nhân với 8 triệu, mình bấm ra thập phân luôn cũng được, là ra 24 phần 5. 24 phần 5 mình bấm ra ha, 24 chia cho 5, bấm ra thập phân là 4,8 triệu đồng. 4,8 triệu đồng là 4 triệu 800 nghìn đồng. Rồi, sau đó 1 triệu 200 nghìn đồng để đóng tiền học phí ngoại khóa cho Mai. Hỏi mẹ Mai còn lại bao nhiêu tiền? Vậy số tiền mẹ Mai còn lại là lấy là 8 triệu nè, trừ cho 4 triệu 800 nghìn đồng. Rồi trừ cho 1 triệu 200 nghìn đồng. 8 triệu trừ cho 4 triệu 800 nghìn đồng. Rồi trừ cho 1 triệu 200 nghìn đồng. Còn lại đây là 4 triệu 800 nghìn đồng, đúng không? Thì là 8000 trừ 4800 trừ 1200 là còn lại là 2 triệu. Rồi mình đổi ngược lại là 2 triệu đồng. Rồi, thì mình trả lời vậy. Mẹ Mai còn lại là 2 triệu đồng. Ta đi vào bài số 4. Học sinh vẽ lại hình và ghi giả thiết kết luận. Đấy. Ghi giả thiết kết luận. Rồi hình vẽ, vẽ lại giả thiết kết luận.
Giả thiết. Giả thiết đây. Giả thiết tức là gì? A. AC. Ở đây cho AC song song với B B BD. AC song song BD. Giả thiết cho mấy này nè. Rồi. Kết luận. Kết luận. Rồi. Kết luận là gì? Câu A là góc BDC bằng bao nhiêu? Câu B. Góc B1 bằng bao nhiêu? Vẽ tia phân giác CX của góc ACD. CX cắt BD tại Y. CX là tia phân giác. CX là tia phân giác của góc ACD. Rồi. CX cắt BD tại Y. Rồi câu C tính CID. Rồi ta đi vào câu A. Rồi đầu tiên ta nó cho AC song song BD, góc A là 90 độ, ACD là 120 độ. Kêu tính BCD. B DC. Đó. Vậy ta tính cái góc C1 bên này trước. Thì C1 với D nó sẽ là ở vị trí. Thì đầu tiên, đây, mình cho cái hình như thế này. Rồi, ta sẽ vẽ cái này là C1 đi. Đặt là C1 đi. À, mình thêm vô. Góc màu đỏ này vô này. À, ta có là cái gì? Ta có góc C1 cộng với ACD. C1 cộng với ACD bằng 180 độ. Hai góc kề bù. Rồi, suy ra C1 lấy 180 độ trừ cho ACD bằng 180 độ trừ cho 120 độ là bằng 60 độ. Rồi. Ta có đường thẳng AC song song với BD. Chứng minh trên. Góc C1 và góc C1 và góc CBDC. BDC. Cái góc đang đi tìm nè, ở vị trí BDC trước đi. Và C1 là ở vị trí này, AC xong với D là giả thiết. Một là ở vị trí gì? Đồng vị. Vậy từ đó do đó góc hai góc này nó bằng nhau. Do đó hai góc này nó bằng nhau.
Đó là tính chất của hai đường thẳng song song. Từ đó nên góc BDC bằng C1 là bằng 60 độ. Vì C1 bằng 60 độ, chứng minh trên. Rồi, vậy BDC bằng 60 độ. Ta đi vào câu B. Rồi, câu B như thế nào? Tính góc B1. Thì ta có B1 dưới cái góc CAD là ở vị trí đông vị. Đó. B1 với CAD là ở vị trí đông vị. Ta có là AC song song với BD. Giả thiết B1 và B1 ha, và vị trí là CAB, và ở vị trí này. CAB hay là để cho nè góc vuông đúng không, góc A đó, góc A là góc vuông, phải có góc A là góc vuông. Góc A bằng 90 độ. Hai, góc CAB bằng 90 độ. CAB bằng 90 độ. Rồi, ta có góc CAB. À, ta dùng vuông góc đi. À, ta dùng vuông góc đi. Ta có góc A bằng 90 độ, hai là AC. Đó mình mới suy ra. AC vuông góc với gì? AB. Rồi, ta có hàng này song song. Đó, mà AC vuông góc với AB. Chứng minh trên. Do đó, AC sẽ vuông, BD sẽ vuông góc với AB. Cái này là dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng vuông góc. Rồi, cho nên suy ra góc B1 bằng 90 độ. Rồi, ta đi vào câu C. Rồi, câu C là như thế nào? Vẽ CX, đúng không? Kêu vẽ C, địa tiêu phân giác CX của góc ACD, ACD, cắt BC tại Y, CX đây, ACD, cắt BC tại Y. Rồi, vẽ góc này ra. 120 là chia thành 60, 90 đây. Chung là nhóm chừng đi ha. Rồi. CX. Vẽ chia phân giác CX. Cắt cái gì? Cắt BD tại Y. Phân giác thì nó chia thành hai góc này bằng nhau.
À. Ừ. Hai góc đó bằng nhau. Rồi nó kêu mình tính góc CID. CID. Ờ cái này dễ mà. Dùng hai góc sau lên trong là ra. Ừ. Rồi, ta có CX là phân giác của góc ACD giả thiết nên góc Y ACX bằng góc ACX thì bằng góc ACD chia 2. Đó là tính chất. Rõ nghĩa suy ra góc ACX bằng 120 độ chia cho 2 là bằng 60 độ. Vì góc ACD bằng 60 độ đây. Giả thiết cho đó. Rồi, ta có AC song song với BD. Giả thiết cái góc mình đang đi tìm là góc CID. CD và cái góc ACX ở vị trí sau đây trong. Đó, cho nên do đó hai góc này sẽ bằng nhau. À, tính chất của hai đường thẳng song song. Hai từ đó mình phải hai CID bằng 60 độ. Vì ACX bằng 60 chứng minh trên. Rồi, vậy CID bằng 60 độ. Rồi, ta hoàn thành xong bài số 4. Bây giờ ta sẽ đi vào bài số 5. Và nó kêu tính giá trị của thức như thế này. Thể thức này anh thấy có đặc biệt là đều có dấu trừ vị trí của mẫu này. Chúng ta sẽ thử cái dấu ta đặt cái dấu trừ đó ra ngoài trước. Đấy. Thì nó còn nha. Thì còn lại là 1 phần 2 nhân 1 phần 3 1 phần 3 nhân 1 phần 4 cộng vân vân 1 phần 9 nhân 1 phần 10. Rồi hai số này mẫu là liên tiếp trừ với nhau sẽ dùng cái công thức trừ nữa là 1 phần 2 nhân 1 3 là 1 2 trừ 1 phần 3. Còn 1 3 nhân 1 4 là 1 phần 3 trừ 1 phần 4. Vâng. Còn 1 phần 9 1 10 là 1 9 trừ 1 phần 10. Tức là 1 chia khoảng cách như 1 chia nhỏ trừ 1 chia lớn á. Khoảng cách chia 9 với 10 là 1. Cho nên 1 chia 1 1 á. Cái này quá quen rồi ha. Và ta dùng diệt tiêu trừ 1 phần 3. 1 3 nói chung là trừ số đầu số cuối đó. Mấy số giữa là diệt tiêu. Thí dụ mình lấy hai cái đầu nè. Thì mình thấy hai cái trừ 1 3 1 3 mất còn cái hai cái đầu mốt đầu cuối thôi cho nên này nhiều cái cũng vậy lấy cái đầu cuối giữ lại và tôi quy đầu mẫu chung đây là 10 2 1 2 những 5 chứ 5 phần 10 trừ 1 phần 10 số trừ để lại 5 trừ 1 4 phần 10 lúc gọn còn là trừ 2 phần 5 rồi vậy A bằng trừ 2 phần 5 rồi là chúng ta hoàn thành xong.
cái đề này. Rồi thì xin chào tạm biệt các em.